Thành phố Hồ Chí Minh tuy là thành phố trẻ nhưng là nơi quy tụ nhiều nguồn dân cư, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Vào năm 1859, Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đã thừa hưởng một di sản đô thị rất có giá trị, như nhiều nhà đô thị học nước ngoài từng nhận định cái dấu ấn Pháp của các đô thị ở Việt Nam là dấu ấn mà không phải quốc gia nào ở châu Á cũng có được. Hơn thế nữa, đặc biệt là cuộc sống bản địa không bị dung hòa và mai một đi, nói đến đây không thể không nhắc đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tên gọi thời Pháp là Dinh Xã Tây, một công trình tiêu biểu kiểu kiến trúc thường thấy ở miền Bắc nước Pháp tọa lạc tại số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố được xếp hạng là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia, với quá trình lịch sử hơn 100 năm. Sau khi chiếm được Nam Kỳ, năm 1862, Thống đốc quân sự Đại tá Hải quân Jean Bernard Jauregui Berry tạm thay quyền Phó Đô đốc Jacques Rigaud de Genouilh ký nghị định quy hoạch Sài Gòn. Năm 1867, Thống đốc quân sự chuẩn Đô đốc Pierre-Paul Marie de La Grandière cho bầu Hội đồng thành phố. Ngày 8 tháng 1 năm 1877, nghị định thành lập Hội đồng thành phố Sài Gòn được ban hành. Hội đồng thành phố Sài Gòn gồm 12 người, trong đó có 8 người Pháp, 1 người ngoại quốc không phải gốc Á, 1 người gốc Á và 2 người bản xứ. Viên chức cai trị cao nhất của thành phố Sài Gòn là Đốc Lý và 2 Phó Đốc Lý. Vì vậy mà trụ sở của Hội đồng thành phố được gọi là Dinh Đốc Lý, người dân thường gọi là Dinh Xã Tây. Hội đồng thành phố được thành lập nhưng chưa có trụ sở chính thức, phải thuê cánh trái tòa nhà của một thương gia người Hoa là Oang Tai, nay là trụ sở Cục Hải quan thành phố, để làm việc. Năm 1871, chính quyền Pháp dự định xây dựng một văn phòng chính thức cho Hội đồng thành phố. Sau nhiều lần tranh cãi về địa điểm và hai lần tổ chức thi đồ án thiết kế, đồ án của kiến trúc sư Gades đã được chọn. Năm 1898, tòa nhà được khởi công xây dựng tại vị trí cuối đường Channer, đường Nguyễn Huệ ngày nay. Lúc đầu, họa sĩ Raffe thực hiện phần trang trí nội thất. Do sự bất đồng ý kiến giữa họa sĩ Raffe và các nghị viên người Việt trong Hội đồng thành phố, Raffe không thực hiện được phần trang trí nội thất và năm 1907 công việc này được giao cho họa sĩ Bonnet. Năm 1909 tòa nhà Hội đồng thành phố được khánh thành với sự tham dự của toàn quyền Đông Dương. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, hàng trăm nghìn người với cờ, hoa, biểu ngữ đã tập trung trước Dinh Xã Tây và khu vực xung quanh để chào mừng lễ ra mắt của Ủy ban Hành Chánh Lâm thời Nam Bộ. Từ sau năm 1954 đến năm 1975, chính quyền Sài Gòn đặt chức đô trưởng để quản lý thành phố, sử dụng Dinh Xã Tây làm trụ sở nên dinh được đổi tên thành tòa đô chính. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tòa nhà được sử dụng làm trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở có bề ngang rộng đến 30 mét nhìn thẳng ra đường Nguyễn Huệ. Trước kia phía trước tòa nhà là một bãi cỏ rộng, nơi ban nhạc của Hải quân Pháp thường biểu diễn cho công chúng xem. Nay là vườn hoa có đặt tượng Bác Hồ và bia lưu niệm sự kiện công bố Ủy ban Hành Chánh Lâm thời Nam Bộ. Phần chính giữa tòa nhà là ngọn tháp nhô cao, hai bên có tầng mái cân đối. Trên đỉnh tháp treo quốc kỳ, phía dưới có chiếc đồng hồ tròn. Chính giữa tháp đắp nổi một phù điêu hình một nữ thần, hai thiên thần nhỏ cùng các con thú. Trên mặt tiền mỗi tầng tháp gắn tượng hai nữ thần tay cầm thanh gươm, chung quanh là những sản vật địa phương. Thiết kế mặt đứng công trình có sự pha trộn của nhiều phong cách kiến trúc châu Âu, bố cục mặt bằng kiểu phục hưng, trang trí kiểu Baroque và Rococo, cửa sắt kiểu Art Nouveau. Hàng cột tròn theo thức cột Corinth chống đỡ phần trung tâm của lầu 1, được xen kẽ với các cửa vòm, tạo sự thông thoáng, mềm mại cho tòa nhà. Trục trung tâm của tòa nhà càng nổi bật với cách trang trí dày đặc những tràng hoa tròn, dây lá, mô típ lá phiên thảo, phù điêu mặt người, mặt sư tử trên tháp, các cột chống đỡ dưới ban công. Cổng chính hình vòm với 5 cổng rộng, liên tiếp nhau cũng được trang trí khá cầu kỳ với những dây hoa, lá. Các cánh cửa đều được làm bằng sắt và được uốn hoa văn rất đẹp. Cổng phụ ở mặt tiền là lối cho xe hơi chạy thẳng vào sân trong tòa nhà. Các mô típ trang trí trên cổng phụ khá đơn giản với những tràng hoa cách điệu. Từ cổng chính dẫn vào sảnh lớn giữa tầng trệt, hướng thẳng đến cầu thang dẫn lên lầu 1. Nội thất tòa nhà được trang trí phong phú, đầy khắp các bức tường và trần nhà với rất nhiều những bó hoa hay vòng hoa, lá cọ, cành nguyệt quế, duy băng, tranh kính nhiều màu sắc hay những bức họa trên trần, rất thời thượng lúc bấy giờ. Qua gần 100 năm tồn tại, dáng vẻ bên ngoài tòa nhà vẫn luôn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, bên trong có vài cải tạo, thay đổi nhỏ. Những năm 1990, nhiều trụ đèn được lắp đặt để chiếu sáng bên ngoài tòa nhà. Năm 2005, trong quan hệ hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia ánh sáng của thành phố Lyon đã thiết kế và lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật làm cho tòa nhà càng thêm rực rỡ.
chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức không chỉ là một hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước mà còn thể hiện sự cởi mở của chính quyền thành phố, càng khẳng định mong muốn gắn kết ngày càng chặt chẽ với nhân dân và luôn hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Nơi đây cũng là một trong những biểu tượng quen thuộc gợi nhớ đến thành phố Hồ Chí Minh đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Chương trình tham quan được tổ chức trong 2 ngày, ngày 29 tháng 4 năm 2023 và ngày 30 tháng 4 năm 2023 và không thu phí với 48 đợt tham quan trong 2 ngày, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách, đợt thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham quan tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.